Mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo trong ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Sau đây chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức nổi bật trên các báo số ra ngày hôm nay, ngày 30 tháng 8 năm 2016. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng thống Singapore Tony Tun Kang Jam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore. Thông tin chi tiết có trên trang nhất báo Quân đội Nhân dân số ra hôm nay. Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng lần đầu đến thăm Singapore trên cương vị chủ tịch nước, chân thành cảm ơn sự đón tiếp chu đáo và trọng thị mà Tổng thống và nhân dân Singapore dành cho đoàn. Khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là coi trọng và không ngừng thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược với Singapore ngày càng tin cậy, gần gũi, thực chất và hiệu quả. Chủ tịch nước cũng chúc mừng những thành tựu to lớn mà chính phủ và nhân dân Singapore đã đạt được trong thời gian qua, nhất là về phát triển kinh tế xã hội. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình vừa nhất trí bổ sung thêm các đối tượng bị ảnh hưởng gián tiếp từ sự cố môi trường được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định. Đề cập nội dung này, báo Nông nghiệp Việt Nam cho biết. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã đồng ý bổ sung các đối tượng gián tiếp bị thiệt hại là chủ tàu và người lao động làm thuê trên tàu cá lắp máy công suất từ 90 CV trở lên. Chủ các cơ sở và người lao động làm thuê tại cơ sở thu mua, tạm trữ thủy sản có kho đông, kho lạnh, cơ sở chế biến nước mắm, làm mắm tôm, các cơ sở nuôi trồng thủy sản phải tạm dừng sản xuất do nguồn nước biển bị ô nhiễm tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. Ông Nguyễn Ngọc Oai, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, đây là vấn đề được tất cả các địa phương bị ảnh hưởng kiến nghị tại hội nghị cuối tuần qua tổ chức ở Thừa Thiên Huế. Với quyết tâm này của chính phủ thì nhóm đối tượng bị ảnh hưởng gián tiếp cũng được chia sẻ phần nào. Ông Oai cho biết, Phó Thủ tướng cũng đồng ý cho 4 tỉnh lùi thời hạn gửi báo cáo đến trước ngày 15 tháng 9. Tính đến ngày 20 tháng 6 năm 2016, cả nước có tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm của các dự án có vốn đầu tư nước ngoài FDI là 11,284 tỷ đô la Mỹ, tăng 105,4% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, ước tính các dự án FDI đã giải ngân được 7,25 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2015. Tuy nhiên, do đã mạnh dạn từ chối các dự án FDI gây ô nhiễm môi trường trong số các tỉnh thành dẫn đầu về thu hút FDI, Thành phố Hồ Chí Minh không còn là địa phương dẫn đầu như các năm trước mà chỉ xếp thứ 5 trong danh sách này. Với nhân đề nâng cao chất lượng thu hút đầu tư, báo Tin Tức cho biết. Trước thực tế thời gian qua đã có nhiều vụ việc gây ô nhiễm môi trường từ các nhà máy được đầu tư từ nguồn vốn FDI, nhất là sự kiện Formosa mới đây. Ngoài Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, nhiều tỉnh thành khác như Bình Dương, Đà Nẵng, Hải Dương cũng đã nói không với các dự án gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, nhiều ý kiến lo ngại việc dựng barrier trong bối cảnh Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu rộng sẽ thu hẹp cơ hội cho nhiều dự án dệt nhuộm FDI đổ vào Việt Nam. Nếu như tất cả các địa phương đều nói không với các dự án này thì sẽ khó cho nhà đầu tư cũng như sự phát triển của một số ngành nghề. Chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Bùi Quang Tín, Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng từ thực tế các dự án gây ô nhiễm môi trường như nhà máy Formosa Hà Tĩnh đã rút ra cho Việt Nam bài học rất lớn và cần phải thay đổi cách thức lựa chọn các dự án đầu tư. Bởi các nước trên thế giới khi kêu gọi các dự án đầu tư trực tiếp lúc nào cũng đặt vấn đề môi trường lên hàng đầu. Theo đó, những dự án gây ô nhiễm môi trường sẽ tìm đến những nước không quan tâm dựng hàng rào về vấn đề này để đầu tư. Cùng với sự phát triển của Internet ở nước ta, mạng xã hội những năm gần đây phát triển nhanh, mạnh. Nếu không có sự kiểm soát chặt chẽ từ cơ quan chức năng, ý thức đề phòng từ người sử dụng, tội phạm sẽ lợi dụng các mạng xã hội để hoạt động phi pháp. Phản ánh nội dung này, báo Nhân dân cho biết. Theo báo cáo mới đây của Bộ Công an về tình trạng mua bán người, các vụ việc xảy ra đều có đặc điểm chung là các đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook và Zalo để dụ dỗ, lôi kéo những phụ nữ trẻ thiếu hiểu biết. Đối tượng mua bán người thường lập những tên giả, địa chỉ giả để tiếp cận những phụ nữ không may mắn trong cuộc sống gia đình như quá lứa, lỡ thì hoặc không có việc làm. Những em bé mới lớn, chưa có kinh nghiệm sống, chúng rủ đi chơi, mua sắm, giả vờ yêu đương rồi lừa đưa sang biên giới để bán. Một thủ đoạn mới xuất hiện trên mạng xã hội Facebook và Zalo trong thời gian gần đây là đối tượng xấu tạo ra các diễn đàn như diễn đàn chơi game để mời gọi những người chơi. Trong quá trình chơi, chúng tìm kiếm những con mồi là những thiếu nữ, sinh viên. Khi con mồi đã cắn câu, các đối tượng xấu lần là trò chuyện, làm quen, tìm hiểu gia cảnh. Khi tình cảm chín muồi, chúng lại ngọt nhạt rủ về thăm quê
hoặc du lịch sang nước ngoài chơi với bạn. Khi sang bên kia biên giới, bọn chúng tiếp tục cấu kết với các đối tượng bên đó để thực hiện hành vi mua bán người. Nếu các cơ quan chức năng không có biện pháp quản lý chặt chẽ mạng xã hội, chúng ta đã và đang vô tình để những mặt trái của mạng xã hội gây ra những hậu quả khôn lường đối với đời sống xã hội nói chung và tuổi trẻ nói riêng. Hiện nay đã qua hơn nửa chặng đường năm 2016, mặc dù tỷ lệ nợ thuế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc vẫn ở mức cho phép 3,8%. Tuy nhiên, để nợ động thuế không ảnh hưởng đến dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2016, báo Vĩnh Phúc cho rằng triển khai quyết liệt các giải pháp thu hồi nợ động thuế là một nhiệm vụ quan trọng ngành thuế đặt ra trong năm 2016. Cùng với quyết liệt các giải pháp thu ngân sách nhà nước, thu nợ động thuế, thời gian qua, ngành thuế tỉnh đã có những biện pháp kiên quyết mạnh mẽ hơn, như thông báo đưa tin lên các phương tiện thông tin đại chúng đối với những đơn vị nợ thuế lớn, phối hợp với ngân hàng, kho bạc nhà nước, phong tỏa tài sản và trích tiền từ tài khoản của các đối tượng nợ thuế chuyển nộp ngân sách. Cùng với đó, tăng cường xử phạt chậm nộp thuế. Cục thuế còn chỉ đạo công tác thanh tra, hỗ trợ công tác thu nợ và phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các biện pháp cưỡng chế thuế. Nhờ triển khai quyết liệt các biện pháp trên, 6 tháng đầu năm, Cục thuế tỉnh đã thu được 172,139 triệu đồng số nợ động của năm 2015 chuyển sang. Trong đó, thu nợ có khả năng thu là 171,886 triệu đồng, tương ứng 27,7% số nợ có khả năng thu năm 2015. Mục điểm báo trong ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.